những cái cúc áo, nút áo này Kỳ Lân cũng chế tác từ vàng nguyên khối AU750. Và ngay đây, ngay cổ áo này, Kỳ Lân cũng chế tác một cái cúc, một cái nút áo từ vàng nguyên khối AU750 và có những viên kim cương nhỏ xung quanh, và kết hợp với chính giữa là một viên chủ kim cương cũng kha khá vừa vừa. Hoặc là những cái cúc áo như thế này. Một cái cúc áo này là trên 5 triệu. Và cái cúc áo ở cổ này thì phụ thuộc vào cái viên kim cương giữa này, ví dụ như 54, thời điểm hiện tại là trong khoảng tầm cỡ lên quanh dao động từ 50 triệu. Hoặc là 63 thì trên 100 triệu. Hoặc là 72 là trên 200 triệu. Hoặc là những chiếc nhẫn mà khách hàng thích phong thủy dùng đá, thì Kỳ Lân sẽ mài những viên đá từ thiên nhiên để đưa vào chiếc nhẫn theo ý muốn của quý khách. Cái nanh này khách hàng đưa Kỳ Lân và yêu cầu Kỳ Lân hoàn thiện làm vàng. Kỳ Lân đã làm từ vàng nguyên khối luôn, AU750 bằng hồng ru gold nên cứng và không bọt không xốp. Và tác phẩm nghệ thuật của tư duy của kỹ thuật chuyên sâu về độ cao cấp, nhìn rất trừu tượng và rất có hồn trong tác phẩm nghệ thuật này. Hay là những chiếc đồng hồ mà các quý khách, các bác đang đeo, là những chiếc đồng hồ như là Rolex hay là Hublot, hoặc là bất kỳ những dòng đồng hồ nào mà chúng ta muốn có vành bezel, từ vành bezel chảy tia khía như Rolex này trở thành có những viên kim cương, thì Kỳ Lân sẽ là người chế tác ra cái vành này bằng vàng, bằng hồng, bằng trắng, bằng vàng. Và sau đó Kỳ Lân sẽ đính kim cương lên trên như thế này sẵn để quý khách thay vào đồng hồ của mình và cắt những cái vành gốc đi. Sau này mình cần thay lại thì mình chỉ việc tháo cái vành này ra và thay lại vành cũ là xong.